nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đâu con đọc chữ này chữ gì? Không biết. Không biết tại sao con đọc. Sao con đọc như này được? Thầy cô chỉ. Rồi cái chữ này chữ gì? Khác. Đâu mẹ vậy, ngày mai cho con nghỉ được rồi. Ngày mai cho con nghỉ học được rồi, con học đủ má mấy ô này con đọc gấp 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 mà cái này không biết con què chứ. Học y như mấy người chính thị vậy đó. Nè, đủ má xin hỏi nha, xin hỏi mọi người nha, cái ô này đủ má đọc là cái gì? Đủ mẹ nó cho đố ông Bùi Hiền đọc được cái chữ này nè. Cái chữ này là cái chữ lồn. Ngày mai con nghỉ học, ngày mai cho không cho con đi học nữa. Chứ học ở đâu? Nghỉ học luôn. Ngu rồi sao? Đi học. Tao con đọc lại cho trai nghe coi. Dưới hả? Con đọc hết cái này chữ này chữ gì? Hát. Chữ này chữ gì? Mười. Mười. Rồi rồi chữ này chữ gì? Hát. Hả? Hát. Không biết tại sao đủ mẹ cái ô trống này đọc kia thành chữ tháp. Cái chữ này không biết mà tại sao cái ô trống nè đọc là chữ tháp. Rồi giờ này cái ô này là ô gì? Giờ ô nào không vậy, rồi ô này gọi là ô gì? Ngày mai cho con nghỉ học cho phát lên trực tiếp để cho mọi người biết cái lớp 1 dạy như cái quần què họ đủ má nó. Con nghỉ học được rồi, chứ con học vô rồi mai mốt nhìn ô, đủ má nè. Cái này gọi là con cặc gì? Viết ô không vậy là đọc là gì? Nè, đủ mẹ đố ngược lại cô với ông Bùi Hiền nè, đủ mẹ đọc cái được cái ô trống này, ô lùng què gì không? Ô này ô gì? Ô lộn ô gì? Đồ má dạy toàn là mấy cái lùng què gì ngôi sao bỗng không, giờ nhìn chữ không biết. Thôi đọc này coi. Cái này là gì? Bó tay rồi, cha thua rồi. Đồ mẹ đi. Ngày mai á là con nghỉ học ở nhà luôn, không cho con học nữa. Giờ học đọc gấp gấp gấp. Rồi cái này là gì? Đọc là mà. Rồi chữ này chữ gì? Chữ gì? Tụ má nhìn ô đọc gấp 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 mà hỏi nhìn chữ không biết chữ gì chân. Ngày mai á cha cho con nghỉ học, cô giáo á hỏi tại sao á cha nói thẳng là con không biết chữ gì á nên không cho học nữa. Biết đọc ba hình tròn. Ủa mẹ đọc hình tròn mai mốt ra đủ má vẽ hình tròn đọc không hả? Mốt ra đường là nó vẽ ô nhìn đi với mấy thằng khiếm thị rồi đó. Đủ má nó xé tập bỏ luôn. Cầm phát nha. Đồ má mấy cái sách bỏ luôn nè. Nè. Đồ mẹ nó xé bỏ luôn nè. Cắt đó, mày học gì á? Đồ má bữa giờ không biết nè, thấy nhiều người phát lên đồ má để ý hỏi lại con mình không biết cắt gì á. Nó xé bỏ luôn, không nhọc nữa. Đụ mẹ học quần què gì, học đã đọc đủ mấy ô nhìn đọc gấp 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 hỏi ra chữ không biết chữ gì trơn. Tức mình không? Lại hiểu coi.
Ngày mai cho con nghỉ học luôn. Nghỉ học chơi luôn. Đủ má, nó dạy cái lùng què họ dạy giờ nhìn ô không giờ chữ không biết được chữ là gì hết trơn. Đặt ô ra đọc gấp gấp gấp. Chia sẻ lên mạnh mọi người. Ủa mẹ nó nghỉ học đi con.